Tin chiều 11 tháng 7, Nunez combat với cổ động viên, Koeman chỉ trích trọng tài, Bayern rất gần với Palhinha. Sáng nay, hành trình của tuyển Uruguay tại Copa America 2024 đã chính thức kết thúc sau thất bại 0-1 trước Colombia. Trận thua này là cú sốc lớn với Uruguay, đặc biệt khi họ chơi hệt người từ cuối hiệp 1 do hậu vệ Daniel Munoz của Colombia bị truất quyền thi đấu. Dù có lợi thế, Uruguay vẫn không thể lật ngược tình thế. Tiền đạo Darwin Nunez của Liverpool gây thất vọng khi tung ra 4 cú sút nhưng không trúng đích lần nào. Không chỉ có màn trình diễn kém cỏi trên sân, Nunez còn gây ra vụ ẩu đả sau trận khi lao vào khu vực khán đài của cổ động viên Colombia. Trung vệ Ronald Araujo cũng tham gia xô xát với người hâm mộ Colombia, khiến nhân viên an ninh phải vất vả can thiệp. Theo thủ quân Uruguay, Jose Maria Jimenez, hành động của Nunez bắt nguồn từ việc gia đình anh bị cổ động viên Colombia xúc phạm. Hành vi này có thể khiến Nunez phải đối mặt với án phạt nặng từ CONMEBOL. Trận bán kết 2 Euro 2024 diễn ra vô cùng kịch tính khi Anh và Hà Lan hòa 1-1 cho đến những phút thi đấu cuối cùng. Những tưởng trận đấu sẽ kéo dài sang hiệp phụ, nhưng trong những giây bù giờ cuối cùng, Ollie Watkins đã tỏa sáng với cú xoay người và dứt điểm lạnh lùng, mang về chiến thắng nghẹn thở và tấm vé vào chung kết cho Tam Sư. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Watkins lao lên khán đài để ôm chầm lấy gia đình. Elin Anderson, bạn gái của Watkins, đã thưởng nóng cho anh chàng một nụ hôn đắm say. Elin nổi bật với chiếc áo đấu đội tuyển Anh mang áo số 19 của Watkins, thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối. Cả khán đài bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò. Watkins và Elin đã yêu nhau từ năm 2018 và hiện sống tại Birmingham. Elin không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn thường xuyên có mặt tại Villa Park và các sự kiện bóng đá để cổ vũ cho bạn trai của mình. Sau trận thua, huấn luyện viên Ronald Koeman bày tỏ sự tức giận với các quyết định của các trọng tài, đặc biệt là quả phạt đền giúp tuyển Anh cân bằng tỷ số. Bóng đá đã bị hủy hoại bởi những quyết định của trọng tài và VAR. Trọng tài thổi còi với những tình huống ngớ ngẩn. Đó không phải là lý do bào chữa cho thất bại của Hà Lan, nhưng quả thực trọng tài đã phạt những lỗi không đáng thổi. Trong hiệp 2, Koeman liên tục phàn nàn khi Westwood bị thổi phạt vì pha đánh tay vào cổ của John Stone. Ông cũng cho rằng VAR đã sai lầm khi can thiệp tình huống phạt đền phút 16 khi Den Dumfries đạp trúng chân Harry Kane trong cấm địa ở Hà Lan. Theo truyền thông Hà Lan, Koeman bức xúc trong buổi phỏng vấn sau trận. Quyết định của VAR thật khó hiểu, hậu vệ phải làm thế nào trong tình huống như vậy? Dumfries muốn chắn bóng còn Kane thì sút rồi đá trúng chân hậu vệ. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, tôi trọng tài rời sân thay vì đứng lại bắt tay cầu thủ. Hành động đó đủ cho thấy tất cả, nhưng tôi không chắc sẽ đổ lỗi cho trọng tài. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng thất bại phút cuối. Thật đau đớn, Virgil van Dijk chia sẻ. Renato Veiga đã chính thức ký hợp đồng với Chelsea sau khi hoàn thành buổi kiểm tra y tế vào ngày hôm qua. Tài năng trẻ người Bồ Đào Nha sẽ gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge đến năm 2032, thời điểm 29 tuổi. Thương vụ này được ước tính rơi vào khoảng 14 triệu euro, chưa bao gồm phụ phí. Veiga được giới chuyên môn đánh giá rất cao khi là mẫu cầu thủ đa năng có thể chơi được nhiều vị trí như hậu vệ trái, trung vệ và cả tiền vệ phòng ngự. Veiga chính là một trong những cái tên đầu tiên trong công cuộc trẻ hóa lực lượng của chủ tịch Toppoli. Hậu vệ Emerson Royal đang không được quá trọng dụng ở Tottenham, chính vì vậy anh muốn ra đi để tìm cho mình một bến đỗ mới. Ngay lập tức, câu lạc bộ AC Milan đã nhảy vào cuộc đua tranh giành chữ ký của cầu thủ 25 tuổi. Bà lãnh đạo Rossoneri tự tin sẽ có được chữ ký của Emerson, dù vậy cả hai vẫn chưa đạt thỏa thuận với mức giá. Tottenham ban đầu từ chối mức giá 15 triệu euro mà Milan đề xuất, nhưng đội chủ sân San Siro không từ bỏ thương vụ này, họ sẽ nâng mức giá lên và tự tin Spurs sẽ đồng ý. Palhinha nhận được sự quan tâm từ Bayern Munich xuyên suốt một năm qua. Sau khi hụt thương vụ này kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, Hùng Xá đang quyết tâm mang anh về Allianz Arena ngay trong mùa hè này. Mới nhất, ban lãnh đạo Bayern Munich đã gửi lời đề nghị trị giá 50 triệu euro đến Fulham nhằm thuyết phục đội bóng phía Tây London nhà người. Con số này khá hợp lý so với thời hạn hợp đồng cũng như tài năng của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Nếu đồng ý đến Bayern, Palhinha sẽ gắn bó với câu lạc bộ bằng bản hợp đồng 5 năm. Và người hâm mộ chẳng cần phải đợi lâu khi mới đây trang chủ Bayern đã chính thức công bố thương vụ này. Ngoài những breaking news nóng hổi, chúng ta cùng đến với những tin tức khác. Barcelona đang cân nhắc chia tay một số ngôi sao trụ cột trong mùa hè này để giải quyết vấn đề tài chính và Raphinha có thể là cái tên bị thanh lọc. Cầu thủ người Brazil đã thể hiện phong độ ấn tượng kể từ khi gia nhập Camp Nou, nhưng Barca muốn tạo điều kiện phát triển tối đa cho tài năng trẻ Lamine Yamal nên sẵn sàng bán Raphinha nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Gần đây, nhiều tin đồn cho rằng Liverpool và Arsenal muốn chiêu mộ cựu cầu thủ Leeds United và mới nhất, Newcastle United cũng gia nhập cuộc đua này. Theo ESPN, đội chủ sân St. James Park đang lên kế hoạch chiêu mộ Raphinha để bù đắp nguy cơ mất nhiều cầu thủ tấn công như Anthony Gordon và Alexander Isak trong mùa hè này. Việc ký hợp đồng với Raphinha sẽ giúp Newcastle cân bằng lại sức mạnh tấn công. Theo báo chí Mỹ, Jurgen Klopp hiện là ứng viên hàng đầu cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Mỹ. Ngày 10 tháng 7, huấn luyện viên Ben Hatter đã chính thức từ chức sau 11 tháng cầm quân với thành tích không mấy ấn tượng. Tháng 7, hòa 1, thua 6 trong 14 trận. Trước đó, từ tháng 12 2018 đến tháng 12 2022, ông đã dẫn dắt đội tuyển Mỹ trong 60 trận, giành 37 chiến thắng, 12 trận hòa và chỉ thua 11 trận. Đội tuyển Mỹ với tư cách chủ nhà Copa America 2024 đã không thể lọt vào vòng knockout dù nằm ở bảng đấu được đánh giá không quá khó khăn. Giữa bối cảnh đó, Jurgen Klopp, cựu huấn luyện viên Liverpool, dù từng tuyên bố tạm nghỉ một thời gian sau khi chia tay The Klopp, được cho là có thể trở lại công việc sớm nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Daniel Olmo đã trở thành một ngôi sao sáng của Euro 2024 dù chỉ đá chính 3 trong 6 trận của Tây Ban Nha. Ở trận bán kết với Pháp, cầu thủ 26 tuổi này ghi bàn quyết định giúp La Roja thắng 2-1. Tổng cộng, Olmo đã ghi 3 bàn và có 2 pha kiến tạo trong giải đấu. Olmo vừa gia hạn hợp đồng với RB Leipzig đến năm 2027, kèm điều khoản giải phóng 50 triệu bảng. Theo The Mirror, nhiều câu lạc bộ ngoại Anh, đặc biệt là Chelsea, đang theo sát Daniel Olmo. Huấn luyện viên mới của Chelsea, Enzo Maresca, cần nhanh chóng hành động vì điều khoản giải phóng sẽ hết hạn sau chung kết Euro 2024. Sau đó, Leipzig có thể yêu cầu mức giá 60 đến 70 triệu bảng. Trước Euro 2024, Olmo chia sẻ rằng anh tập trung hoàn toàn vào giải đấu. Sau chiến thắng trước Pháp, anh phát biểu: "Chúng tôi rất cần với vinh quang, chỉ cần một bước nữa. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và kiểm soát trận đấu tốt." Man City vẫn đang tìm kiếm những tài năng trẻ để đem về học viện. Mới nhất, The Citizen đã ký hợp đồng thành công với tài năng trẻ sinh năm 2008 Ryan McAdoo. Một số thông tin gần đây cho biết các cuộc kiểm tra y tế của cầu thủ 16 tuổi đã hoàn tất. Man City đang thông qua những bước cuối cùng với Chelsea để biến McAdoo chính thức trở thành cầu thủ của câu lạc bộ. Người hâm mộ mới đây đã phát hiện ra hình ảnh Kobbie Mainoo đang nói một điều gì đó với cầu thủ tin đồn chuyển nhượng của Manchester United Joshua Ziggy. Mainoo vẫn giữ được sự bình tĩnh trong xuyên suốt trận đấu và thậm chí có đủ tỉnh táo để trò chuyện vui vẻ với cầu thủ người Hà Lan sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Mainoo bắt tay với Ziggy khiến người hâm mộ tin rằng anh đang chào đón tiền đạo này đến với Old Trafford. Có lẽ Man United cần phải hoàn tất sớm thương vụ này bởi Bayern Munich và AC Milan vẫn đang theo dõi rất sát trường hợp của tiền đạo sinh năm 2001. Winfield NDD kể từ khi gia nhập Leicester vào năm 2017 đã trở thành trụ cột không thể thay thế của Leicester. Anh được biết đến là một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu Premier League xuyên suốt những năm bầy cáo chơi bóng ở giải đấu này. Thậm chí việc Leicester rớt hạng cũng không khiến NDD phải tìm cho mình một bến đỗ mới. Anh đã cùng với đội chủ sân King Power trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh chỉ sau đúng một năm rớt hạng. Chính vì vậy, ban lãnh đạo Leicester đã quyết định gia hạn hợp đồng với cầu thủ người Nigeria thêm 3 năm nữa. Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực xuyên suốt 7 năm qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những tin tức thú vị trên kênh Bình luận viên Anh Quân. Chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau ở những bản tin sáng trưa chiều mọi ngày. Hy vọng bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức nóng hổi nào trong ngày khi theo dõi kênh. Cảm ơn các bạn và đừng quên nhấn like cho video nhé. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.